Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu hình ảnh con sông Hương với hành trình của nó trên cái góc nhìn địa lý. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sông Hương trong một cái mối quan hệ khác, đó là sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử, với cuộc đời và thi ca. Thế thì khi nói đến sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử, cuộc đời và thi ca, thì chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt dựa theo các đoạn văn ở trong cái sách giáo khoa. Đấy, thế thì đầu tiên đó là sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử để chúng ta biết được cái vẻ đẹp của sông Hương. Đấy, trước hết đó là sông Hương trong mối quan hệ hay là trong cái mối quan hệ với lịch sử, trong mối quan hệ với lịch sử hay chúng ta nói tắt là sông Hương với lịch sử. Thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận rằng sông Hương không chỉ có vai trò lịch sử đối với thành phố Huế, đối với Huế nói riêng, mà sông Hương còn có mối quan hệ lịch sử với cả dân tộc Việt Nam trong suốt cái chiều dài lịch sử của mình, đó là từ những cái thế kỷ trung đại cho đến thời hiện đại, thế kỷ 20. Sông Hương với cái mối quan hệ về lịch sử, chúng ta cũng dùng những cái cụm từ mang tính chất định danh. Chúng ta chọn lọc một số những cái cụm từ mà có thể gọi tên cho cái vẻ đẹp của dòng sông Hương. Thế thì cô xin được định danh là sông Hương, đó là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Đấy, đó là câu của Hoàng Phủ Ngọc Tường ở trong ngay trong cái văn bản này. Để chúng ta sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử, đó là dòng sông, chúng ta có thể gạch ngang dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc, viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Hơi dài một chút nhưng chúng ta chú ý ở đây có cái từ là sử thi. Thế thì trong mối quan hệ với lịch sử, dòng sông Hương sẽ mang một cái vẻ đẹp mà cô gọi tên theo những cụm từ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, đó là vẻ đẹp mang tính chất sử thi. Đấy, thế thì chúng ta biết rồi, vẻ đẹp mang tính chất sử thi có nghĩa là cái vẻ đẹp nó gắn với những người anh hùng, những chiến công của những người anh hùng trong sử thi. Mà đã nói đến những chiến công có nghĩa là nó mang lấp lánh cái vẻ đẹp rất là hào hùng. Nhưng ở đây sông Hương không chỉ lấp lánh cái vẻ đẹp hào hùng, mà vì cái sử thi này lại được viết giữa màu cỏ lá xanh biếc nên chúng ta không thể quên một cái vẻ đẹp nên thơ và trữ tình của sông Hương nữa. Nhưng chúng ta cứ hình dung rằng ở đây ý chính của cái mối quan hệ giữa sông Hương với lịch sử, thì chúng ta tự chung lại, chúng ta lưu ý cái từ đó là sử thi. Thế thì để chứng minh cho điều này thì cô lưu ý chúng ta một số cái chi tiết ở trong sách giáo khoa. Trước hết đó là đã nói về lịch sử là nói sông Hương trong tiến trình lịch sử của dân dân tộc, đúng không? Trước hết đó là trong những cái thế kỷ trung đại thì dòng sông Hương mang tên là dòng Linh Giang. Linh Giang có nghĩa là con sông linh thiêng, đấy, con sông thiêng liêng. Đấy, nghe cái tên là Linh Giang thì chúng ta đã thấy nó mang cái hồn cốt của dân dân tộc, mang cái nguồn mạch và cội nguồn của dân dân tộc. Bởi vì khi chúng ta nghĩ đến cái nguồn cội thì chúng ta bao giờ cũng thấy được một cái vẻ đẹp, đó là cái sự linh linh thiêng. Thế thì trước hết chúng ta thấy là trong những thế kỷ trung đại, trong những thế kỷ trung đại, trong những thế kỷ trung đại nhé, dòng sông Hương đó là sông Hương là mang tên là dòng Linh Giang. Đấy, mang tên là dòng Linh Giang thì nó đã chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam của Tổ quốc. Chiến đấu oanh liệt, chúng ta chú ý vào cụm từ chiến đấu oanh liệt để bảo vệ cái biên giới phía Nam của Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc. Đấy, một số từ như thế. Thứ hai
đó là trong thế kỷ thứ 18, tác giả điểm qua một số cái mốc thế kỷ, đó là thế kỷ 18 đấy, thì dòng Hương Giang, dòng sông Hương đấy lại vẻ vang soi bánh bóng kinh thành phú xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ. Vẻ vang soi bóng kinh thành phú xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ. Rồi đến thế kỷ thứ 19 tiếp theo đấy, thì chúng ta lại thấy sông Hương đã sống hết cái lịch sử bi tráng của nó. Chúng ta chú ý ở cái từ sống hết ở đây là sống hết mình đấy, ở cái thời kỳ lịch sử bi thương đấy, sống hết cái thời bi thương. Chúng ta gọi cái thời kỳ, tác giả gọi cái thời kỳ lịch sử thế kỷ 19 đó là thời kỳ bi thương trong lịch sử của dân tộc. Và đến thế kỷ 20 với cái chiến công đó là cách mạng tháng 8, thì sông Hương đã góp vào cái thời đại cách mạng tháng 8 bằng những chiến công dung chuyển. Đấy, bằng những chiến công dung chuyển, những chiến công dung chuyển. Những chiến công dung chuyển. Ở đây từ những cái điều mà chúng ta, từ những cái chi tiết mà chúng ta vừa mới lọc ra ở cái đoạn này, thì chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh sông Hương trong một cái mối quan hệ với dân tộc, với Huế, đó là một cái mối quan hệ lịch sử đó. Thế thì cùng với những cái chi tiết tiếp theo, đó là tác giả dẫn cái lời của một người Mỹ này, của một giáo sư Mỹ, hay là cái lời của phát biểu khi mà đến Huế đấy của đại tướng Võ Nguyên Giáp, để muốn khẳng định một điều rằng Huế cùng với đất nước thì Huế đã góp mình để làm nên những cái chiến công cho dân tộc đấy. Huế đã tự biến mình thành, cũng như Huế thì sông Hương đã tự biến mình thành những cái chiến công, thành một chiến công cho dân tộc. Vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là sông Hương có một cái lịch sử, nó sống hết, cái cống hiến hết mình cho lịch sử của dân tộc. Nó không chỉ là nhân chứng của lịch sử dân tộc, mà nó còn là cái dòng sông tham gia vào cái vận mệnh lịch sử của dân tộc. Đấy là sông Hương không chỉ là nhân chứng, không chỉ là nhân chứng của những cái thời đại lịch sử vẻ vang và bi thương của dân tộc, không chỉ là nhân chứng chứng cho lịch sử của dân tộc đấy, mà nó còn mà còn tham gia, mà còn góp phần cống hiến cho lịch sử của dân tộc và của Huế, lịch sử của dân tộc và của Huế, cũng như Huế, sông Hương đã cống hiến mình cho dân tộc. Và từ đây, từ cái sự cống hiến của sông Hương mà chúng ta lại thấy lấp lánh một vẻ đẹp nữa của dòng sông Hương đấy. Ngoài những vẻ đẹp mà chúng ta đã tìm hiểu trên hành trình của sông Hương, thì chúng ta sẽ thấy đó là vẻ đẹp của sông Hương trong cái mối quan hệ với lịch sử, nó là cái sự kiêu hùng, nó là sự kiên trung, cái vẻ đẹp của sự kiên trung, bất khuất, vẻ đẹp của sự kiên trung bất khuất, giống như đấy, con người Việt Nam, con người Huế nói riêng. Đấy. Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu về sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử, mà cô định danh cái vẻ đẹp này đấy là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Vậy hoàn toàn sông Hương ở đây mang vẻ đẹp hào hùng, đúng không nhỉ? Hào hùng. Sống như
giống như cái từ định danh đó là sử thi, đúng không? Bây giờ chúng ta lại tìm hiểu tiếp cái mối quan hệ giữa sông Hương với cuộc đời thường. Sông Hương với cuộc đời, hay là sông Hương chúng ta gọi một cách đầy đủ hơn là sông Hương trong mối quan hệ với cuộc đời, thì chúng ta sẽ thấy trong nếu như trong mối quan hệ với lịch sử, sông Hương thể hiện một cái vẻ đẹp hào hùng, kiên trung, bất khuất, thì ở trong cuộc đời thường đấy, sông Hương chúng ta có thể định danh sông Hương bằng những cái cụm từ như thế nào, thì các em chú ý vào cái đoạn tiếp theo ở sách giáo khoa, chúng ta sẽ lọc được những cái từ ngữ, hay là nói cách khác là cụm từ đó, đấy là sông Hương đã trở thành một người con gái dịu dàng của đất nước. Cô gọi đấy là sông Hương trở thành một người con gái dịu dàng, một người con gái dịu dàng của đất nước, dịu dàng của đất nước, của đất nước. Đấy, một người con gái dịu dàng, chúng ta chú ý vào cái cụm từ một người con gái nhưng lại là người con gái dịu dàng, có nghĩa là ở đây sông Hương sẽ bộc lộ được cái vẻ đẹp đó là sự dịu dàng, hay là sự đằm thắm sâu lắng, giống như người con gái xứ Huế, giống như vẻ đẹp của xứ Huế. Thế thì để chứng minh cho điều này, chúng ta lại tìm hiểu một vài chi tiết. Đấy, thứ nhất là sông Hương trở về với cuộc sống bình thường. Nào, sông Hương trở về với cuộc sống bình thường, cuộc sống bình thường, tức là ra khỏi những chiến công của lịch sử đấy, bình thường. Đấy, có nghĩa là sông Hương là một dòng sông rất biết cách để thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau, biết cách thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau, thích ứng với hoàn cảnh đấy, của đất nước. Đấy. Tiếp nữa, chúng ta lại thấy những cái chi tiết nữa, như là ngoài cái cụm từ mà chúng ta định danh ra đó là làm một người con gái dịu dàng của đất nước, thì chúng ta chú ý vào cái sắc màu áo của người thiếu nữ Huế. Đấy, sắc áo của người phụ nữ Huế, người phụ nữ Huế, hay cụ thể đó là những cái cô dâu trẻ, cụ thể đó chính là những cô dâu trẻ của Huế, cô dâu trẻ của Huế, đấy, đó là sắc màu tím, một màu tím ẩn hiện thấp thoáng, đó là màu tím, đấy, màu tím ẩn hiện, nhưng ở đây là màu tím ẩn hiện và thấp thoáng, đấy, thấp thoáng, ẩn hiện và thấp thoáng, cái hình ảnh ấy, cái sắc màu tím nó ẩn hiện và thấp thoáng, nó không rõ rệt đấy, nó đã tạo nên cái sự nên thơ và trữ tình ở đây. Tiếp nữa này, cái sắc màu tím này cùng với cái sương khói, cùng với cái sương khói ở trên sông Hương đấy, sương khói trên sông thì tác giả ví như là những cái tấm van mỏng đấy, mà những cái tấm van mỏng huyền ảo của tự nhiên để che đi một cái khuôn mặt thực của dòng sông. Sương khói trên sông giống như cái tấm van mỏng huyền ảo đấy. Vậy là cùng với cái sắc áo tím này thì chúng ta sẽ thấy được rằng nếu như cái sắc áo, cái sắc tím ấy, là một cái sắc màu mang đặc trưng của Huế đấy, mà đã được định danh trong một cái cụm từ đó là màu tím Huế, thì nếu ai có dịp đọc cái bài ký Sử thi buồn của Hoàng Vũ Ngọc Tường cũng viết về dòng sông Hương này, thì chúng ta sẽ có một cái cách nhìn sâu sắc hơn và có cái sự liên tưởng rộng hơn khi chúng ta viết về cái dòng sông Hương trong cái
trong cái bút ký ai đã đặt tên cho dòng dòng sông, thì cái màu tím đó, màu tím Huế đấy, được tác giả Hoàng Vũ Ngọc Tường xem là cái màu, cái sắc màu nó không phải là sắc màu của nỗi buồn, cái màu tím đấy, mà nó là sắc màu ánh lên niềm vui. Nhưng niềm vui đó là niềm vui nhẹ nhàng đấy, niềm vui nhẹ nhàng chứ nó không phải là một cái niềm vui sôi nổi, dạo dực. Nó là một niềm vui nhẹ nhàng, và nó đằng sau đó, cái sắc màu tím đấy là nó thể hiện cả một cái vẻ đẹp tâm hồn của con người xứ Huế. Thế nên những người con gái Huế, những người phụ nữ Huế, họ rất thích mặc cái màu áo tím này, rất thích cái màu tím này, và màu tím là trở thành một cái màu đặc trưng của Huế. Vậy là màu tím đó nó không chỉ dừng lại ở sắc màu đặc trưng mà của tự nhiên nữa, mà nó còn là sắc màu thể hiện tâm hồn của con người. Thế nên chúng ta sẽ thấy là nếu tác giả, khi tác giả nói rằng cái sắc màu áo của người phụ nữ Huế gắn với cái màu của dòng sông này, với cái màu tím ẩn hiện và thấp thoáng đó, thì chúng ta sẽ thấy được cả một cái vẻ đẹp tâm hồn. Đấy. Hay là nói cách khác là vừa là cái vẻ đẹp đặc trưng cho xứ Huế, vừa mang một cái vẻ đẹp tâm hồn đấy. Vừa mang được một cái vẻ đẹp tâm hồn đấy, đó là một cái sự dịu dàng, đúng không nhỉ, kín đáo đấy. Dịu dàng đằm thắm, sự kín đáo, dịu dàng, đằm thắm. Và cái hình ảnh sương khói này nó giống như một cái tấm văn, cái sự huyền ảo này đó, cùng với những cái từ ngữ như ẩn hiện, thấp thoáng này, nó tạo nên một cái chất thơ ở cho cái dòng sông này, hay tôi gọi là một cái vẻ đẹp mang tính trữ tình. Một cái vẻ đẹp trữ tình cho dòng sông, trữ tình cho dòng sông. Đấy. Thì nói đến cái vẻ đẹp trữ tình của con sông Hương đấy, nó là cái con sông mà đặc trưng cho xứ Huế, thì có nghĩa là đây là cái vẻ đẹp trữ tình của xứ Huế. Thì chúng ta lại có thể liên tưởng đến nếu ai mà chúng ta yêu những cái bài hát của xứ Huế, về dòng sông Hương, chúng ta có thể liên tưởng đến một cái tác phẩm âm nhạc rất là hay, đó là bài Huế Xưa. Thì trong cái bài Huế Xưa này cũng có, tác giả cũng gọi ra, một nhạc sĩ cũng gọi ra một cái vẻ đẹp của xứ Huế, đó là vẻ đẹp trữ tình của người con gái Huế, với cái, những cái câu hát như là tôi nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng trữ tình. Thế thì cái hình ảnh tóc mây ngang lưng của người con gái Huế đấy đã tạo nên cái vẻ đẹp trữ tình. Và đương nhiên khi mà tác giả nói về hình ảnh sông Hương trong mối quan hệ với cuộc đời, sông Hương trở về với cái cuộc đời thường bình dị, thì giống như một người con gái Huế dịu dàng. Thế thì một người con gái dịu dàng của đất nước, đã nói đến người con gái dịu dàng, thì chúng ta sẽ thấy có một cái vẻ đẹp, đó là vẻ đẹp trữ tình, đúng không? Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong cái hình tượng sông Hương với mối quan hệ, trong mối quan hệ với cuộc đời. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu hình tượng sông Hương trong mối quan hệ với thi ca. Chúng ta đi tìm hiểu về hình ảnh sông Hương trong mối quan hệ với thi ca. Thì trong mối quan hệ với thi ca, cô có thể dùng một cái cụm từ để định danh cho sông Hương, đó là sông Hương, dòng sông của nguồn cảm hứng thi ca. Sông Hương, dòng sông của nguồn cảm hứng thi ca bất tận này, nguồn cảm hứng thi ca bất tận đấy. Thì chúng ta chú ý vào cái cụm từ là nguồn cảm hứng đấy. Thì để nói rằng sông Hương đã trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca, một nguồn cảm hứng bất tận, thì chúng ta lại tìm hiểu một số chi tiết
ở trong sách giáo khoa, một số từ ngữ để chúng ta chứng minh cho cái điều này, cho đặc điểm này của dòng sông Hương. Thì trước hết đó là sông Hương là một dòng sông không bao giờ tự lặp lại mình trong nguồn cảm hứng thi ca. Dòng sông không bao giờ tự lặp lại mình, không tự lặp lại mình trong cảm hứng của các nghệ sĩ, trong cảm hứng của các nghệ sĩ, của các nghệ sĩ. Đấy. Không tự lặp lại mình trong nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ, tức là nó sẽ tạo nên một cái nguồn cảm hứng vô cùng phong phú. Đấy. Nguồn cảm hứng phong phú, cảm hứng phong phú có nghĩa là đã là nguồn cảm hứng phong phú thì dòng sông này phải là dòng sông mang một cái vẻ đẹp đa dạng, vẻ đẹp đa dạng. Dĩ nhiên là nó trong những cái vẻ đẹp đa dạng đó thì nó sẽ có cái vẻ đẹp mang tính chất đặc trưng. Nhưng mà chính cái sự đa dạng này của dòng sông Hương nên dòng sông Hương được gọi là một cái dòng sông thơ, dòng sông của âm nhạc. Thì để cụ thể hóa cho cái sự không lặp lại mình trong nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ, hay là dòng sông Hương để trở thành một cái nguồn cảm hứng phong phú đấy cho các nghệ sĩ, thì chúng ta sẽ thấy là tác giả đã nói về cái cách cảm nhận sông Hương khác nhau của mỗi người nghệ sĩ. Đấy, đó là một cái dòng sông mà dòng sông trắng lá cây xanh, một cái dòng sông trong cái cách cảm nhận rất tinh tế, thướt tha và có điều gì đó nó mơ màng của thi sĩ Tản Đà. Đấy là dòng sông sông Hương, một sông Hương mơ màng thướt tha trong cách cảm nhận tinh tế của Tản Đà. Đấy, trong cái cách cảm nhận rất tinh tế của Tản Đà. Và dòng sông đó không còn mơ màng thiết tha nữa trong cách cảm nhận của nhà thơ Cao Bá Quát, thì đó là một cái dòng sông đầy khí phách. Đấy, một cái dòng sông mang đầy khí phách, đó là cái dòng sông mà như là kiếm dựng trời xanh, khí phách hùng tráng ở trong cách cảm nhận của nhà thơ Cao Bá Quát. Đấy. Rồi cái dòng sông Hương này trong cái cách cảm nhận của bà Huyện Thanh Quan thì nó lại mang nặng một cái nỗi quan hoài vạn cổ, tác giả gọi là nỗi quan hoài vạn cổ, với những cái bóng chiều bảng lặng. Đấy, mang nặng cái nỗi quan hoài vạn cổ, tức là một cái nỗi niềm hoài cảm về quá khứ của trong thơ của bà Huyện Thanh Quan. Đấy. Rồi không chỉ dừng lại ở đây, dòng sông Hương đến với thơ Tố Hữu lại mang một cái vẻ đẹp khác nữa, đó là cái mang cái sức mạnh phục sinh của tâm hồn. Đấy. Mang một cái nỗi lòng tha thiết trong thơ của Tố Hữu. Đấy. Trong thơ của Tố Hữu. Đấy. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ thấy rõ nhất ở trong cái tác phẩm là Tiếng Hát Sông Hương của Tố Hữu, hay là những cái tác phẩm như là Quê Mẹ đều có cái hình ảnh của dòng sông Hương này. Vậy là nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy là trong cái cách cảm nhận của các nhà thơ thì dòng sông Hương không bị lặp lại mình, không có những cái vẻ đẹp lặp lại mình ở trong mỗi cách cảm nhận của mỗi nhà thơ, và điều đó tạo nên sự đa dạng trong một cái dòng thi ca về sông Hương. Đấy, ý thứ nhất. Ý thứ hai, để nói về dòng sông ấy, để làm rõ thêm cái dòng sông này là một cái nguồn cảm hứng
cho thi ca, thì chúng ta lại thấy có một cái hình ảnh nữa, là hình ảnh một cái nhà thơ từ Hà Nội đến, mà đến đây tức là đến dòng sông Hương, tóc đã bạc trắng và lặng ngắm dòng sông, ném mẫu thuốc lá xuống chân cầu rồi hỏi với trời với đất một câu hỏi bâng khuâng: ai đã đặt tên cho dòng sông? Vậy là câu hỏi bâng khuâng của một nhà thơ Hà Nội đến Huế. Chúng ta lưu ý vào cái câu hỏi bâng khuâng của một nhà thơ. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Cho dòng sông đấy. Câu hỏi này thì không phải là tìm để mong tìm được một cái lời giải đáp, mà nó chính là một cái lời khẳng định. Ai đặt tên cho dòng sông khẳng định một cái sự hấp dẫn, một cái sự quyến rũ của dòng sông mà không thể nào có thể lý giải được. Đấy, một cái sự quyến rũ đến muôn đời của dòng sông, sông Hương, hay là nói cách khác là khẳng định cái vẻ đẹp muôn đời của dòng sông Hương, muôn đời của dòng sông. Và cái vẻ đẹp muôn đời này được cảm nhận trong một cái nỗi niềm của một nhà thơ, của một thi nhân. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là đây là vẻ đẹp muôn đời của dòng sông trong cách cảm nhận của thi ca, trong cái cảm nhận của những người thi sĩ, của những cái tâm hồn thi sĩ. Thì đến đây chúng ta lại, nếu như các em đọc cái sử thi buồn lại một lần nữa, chúng ta sẽ có được cái cách hình dung liên tưởng là một cái nhà thơ từ Hà Nội, tóc đã bạc trắng, đến xứ Huế này. Trong sử thi buồn đó có thể là Phan Bội Châu với những cái câu thơ như Hương ơi e phải mày chăng, hay là có thể liên tưởng đến một nhà thơ mới, đó là nhà thơ Đoàn Phú Tứ, đấy, với cái tác phẩm rất nổi tiếng đó là Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngát. Vậy là cái sắc màu tím ngát đó là sắc màu nằm trong cái cảm hứng, cái cảm hứng sâu xa từ cái dòng sông Hương này. Đấy. Thế nên chúng ta sẽ thấy rằng cái câu hỏi bâng khuâng của một nhà thơ, không nói rõ nhà thơ đó là nhà thơ nào, nhưng chúng ta hình dung rằng đó là lời khẳng định vẻ đẹp sông Hương là một cái nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. Đấy. Và với hai cái vấn đề về tác phẩm này, đó là dòng sông Hương trong hành trình của nó, và sông Hương trong mối quan hệ với cuộc đời, với lịch sử và với thi ca, thì chúng ta có thể hình dung được cái diện mạo, cái vẻ đẹp của sông Hương, mà nếu như được tóm lược lại đấy, thì chúng ta cô sẽ lưu ý chúng ta tóm lược để chúng ta nhớ lại một số cái nét đặc trưng nhất, để nếu như người ta có hỏi đến cái vẻ đẹp của sông Hương ở trong cái bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông, thì các em sẽ có hai hướng để triển khai. Hướng thứ nhất là chúng ta vẫn triển khai theo cái tiến trình hành trình của sông Hương, và thứ hai là cái sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử, với cuộc đời thi ca. Ngoài ra các em có thể làm theo cái tiến trình ấy, đó chính là chúng ta đưa các luận điểm về các đặc điểm, về những cái vẻ đẹp của dòng sông Hương này, sau đó chúng ta sẽ lấy dẫn chứng trong bài viết này để chứng minh, trong cái bài ký này để chứng minh cho những cái vẻ đẹp đó mà chúng ta vừa gọi tên ra. Thì cái cách làm thứ hai đấy, thì buộc chúng ta phải đọc kỹ văn bản thì chúng ta mới hình dung được một cách khái quát nhất
Thì từ cái cách khái quát đó thì chúng ta mới đưa ra cái đặc điểm khái quát về vẻ đẹp của dòng sông Hương. Đấy. Và thường là những cái bài viết tốt thì chúng ta thấy các bạn sẽ triển khai theo hướng này. Vậy là cô sẽ tóm lược lại cho các em một số cái vẻ đẹp của dòng sông Hương theo cái tiến trình bài dạy của cô. Đó là chúng ta có thể hình dung nó đơn giản như sau, cũng không có gì là phức tạp. Đấy. Từ đây chúng ta có thể thấy này, vẻ đẹp của sông Hương. Vẻ đẹp của sông Hương chúng ta có thể tóm lược như sau. Nếu cái theo hành trình của sông Hương, theo dòng hành trình dòng chảy của sông Hương thì từ thượng nguồn chúng ta sẽ thấy có một cái vẻ đẹp, đó là sự mạnh mẽ, đúng không nhỉ? Đấy, sự mạnh mẽ, mãnh liệt. Đấy. Thứ nhất đó là sự mạnh mẽ, mãnh liệt của dòng sông. Mãnh liệt của dòng sông. Thứ nhất, thứ hai chúng ta sẽ thấy được ở vùng thượng nguồn đấy đó là cái vẻ đẹp hoang dại hay là hoang sơ cũng được, đúng không nhỉ? Hoang dại. Một vẻ đẹp hoang dại nhưng mà cũng rất là quyến rũ, đúng không? Quyến rũ. Hoang dại, quyến rũ. Lại cũng một vẻ đẹp nữa, đó là sự dịu dàng, sự đằm thắm. Dịu dàng, đằm thắm. Đằm thắm. Thắm. Đấy. Sâu lắng và trong sáng. Sâu lắng, trong sáng. Cái này chúng ta gộp lại thành một cái vẻ đẹp. Đấy. Vẻ đẹp thứ tư nữa, khi chúng ta thấy cái hành trình của sông Hương ở ngoại vi thành phố Huế, đó là một cái vẻ đẹp của một người con gái bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đấy, thì chúng ta sẽ thấy đó vẻ đẹp tình tứ và duyên dáng. Trong cái dáng nằm đấy, tình tứ và duyên dáng. Đấy. Rồi một cái vẻ đẹp nữa, đó là cái vẻ đẹp trầm mặc hay là thâm trầm đấy, trầm mặc. Rồi một cái vẻ đẹp nữa, trong cái sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử thì chúng ta sẽ thấy một vẻ đẹp nữa, đó là hào hùng hay là kiên trung bất khuất. Kiên trung bất khuất. Đấy. Bất khuất, bất khuất. Đấy. Và trong cảm hứng thi ca nó mang một cái vẻ đẹp trữ tình, trong cuộc đời thường đấy mang một vẻ đẹp trữ tình và bình dị đó. Tất cả những cái vẻ đẹp này được cảm nhận trong một cái cảm quan mang nhiều cái thiên tính nữ của Hoàng Phụ Ngọc Tường. Đấy, chúng ta sẽ thấy vậy là con sông giống như sông Hương giống như một người thiếu nữ hay là một người con gái của Huế. Sông Hương giống như người con gái của Huế. Trong cái hành trình gặp thành phố Huế thì sông Hương giống như một người phụ nữ Huế, một người thiếu nữ Huế trong mối quan hệ tình cảm, tình yêu với người yêu, đó là kinh thành Huế, đó là thành phố Huế. Đấy, thì trong cái mối quan hệ đó, sông Hương vừa thể hiện cái đời sống nội tâm của mình, đồng thời sông Hương cũng bộc lộ, hay là nói cách khác là cũng tự có thể khám phá ra cái vẻ đẹp của mình. Và sông Hương giống như người thiếu nữ Huế, và sông Hương nó được thể hiện ở một cái đời, nó được cái vẻ đẹp của sông Hương hiện lên ở cái đời sống tình cảm. Chúng ta chú ý ở đời sống tình cảm nhiều hơn là ở vẻ đẹp dáng vẻ bên ngoài. Đấy, chúng ta chú ý một chút về cái kiến thức mà cô đã tóm lược lại cho chúng ta, để mong rằng các em sẽ có một cái cách nhìn và cái cách cảm nhận cái con đường đến với cái tác phẩm này một cách dễ dàng nhất. Xin chào các em.